2019 tại quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Phan Thiết, nhà hát ca mối nhạc Biển Xanh sẽ biểu diễn chương trình nghệ thuật giới thiệu những ca khúc chọn lọc của nhạc sĩ Việt Trãi. Đến dự với chương trình hôm nay, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu có sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu. Xin được trân trọng giới thiệu có sự hiện diện của ông Ngô Minh Chính, tỉnh ủy viên, giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Võ Thành Huy, phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Trân trọng giới thiệu sự hiện diện của bà Nguyễn Lan Ngọc, phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Đặng Lê Thế Phi, phó chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh. Trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Nguyễn Văn Thông, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Phan Thiết. Trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Trần Minh Tâm, trưởng phòng Văn hóa Thông tin thành phố Phan Thiết. Về phía các đơn vị tài trợ, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu có sự hiện diện quý báu của ông Dương Ngọc Quang, phó tránh văn phòng tập đoàn Dạng Đông. Trân trọng giới thiệu sự hiện diện của bà Trần Thị Thanh Thanh, phó tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và sản xuất Quảng Trung. Trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Văn Công Nguyệt, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần đầu tư xây dựng Green Dragon. Giới thiệu sự hiện diện của bà Đặng Thị Bích Trâm, giám đốc khu du lịch sinh thái Thác Bà, huyện Tánh Linh, thuộc công ty cổ phần đầu tư xây dựng của Green Dragon. Trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Lê Minh Điểu, trưởng phòng tư vấn công ty trách nhiệm hữu hạn bệnh viện An Phước. Trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Võ Ngọc Cường, đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn Bích Thành. Xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Nguyễn Hải Dương, bí thư đoàn thanh niên công an tỉnh Bình Thuận. Kính thưa quý vị, ngoài xa đến dự còn có sự hiện diện của đại diện Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phòng Lao động Thương binh Xã hội thành phố Phan Thiết, cũng như quý khán giả yêu thích nghệ thuật đang có mặt tại quảng trường Nguyễn Tất Thành tối đêm nay. Và chúng tôi cũng xin được trân trọng cảm ơn các cơ quan thông tấn báo chí địa phương đến dự và đưa tin. Và ngay sau đây, để mở đầu chương trình, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời ông Võ Thành Huy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch lên sân khấu phát biểu khai mạc. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa ông Ngô Minh Chính, tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Kính thưa ông Nguyễn Lê Thế Huy, Phó Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh. Kính thưa ông Nguyễn Văn Thông, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Phan Thiết. Kính thưa đại diện các đơn vị doanh nghiệp tài trợ, thưa các đồng chí quý vị đại biểu, thưa nhạc sĩ Việt Trãi và các thành viên trong gia đình. Nhạc sĩ Phạm Hữu Trãi sinh năm 1949, quốc danh là Việt Trãi, là hội viên Hội Văn học, hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam, đang sinh hoạt tại Chi hội Bình Thuận, quê quán ở làng Phú Bình, xã Hàm Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc. Ông là con của liệt sĩ Phạm Hữu Chiến và mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Giản. Nhạc sĩ Phạm Hữu Trãi tham gia tại đoàn ca múa tịch Phụng Hải từ tháng 4 năm 1975 đến năm 1981, thì rời đoàn vì lý do sức khỏe. Bắt đầu sáng tác ca khúc từ những năm 1980 cho đến nay vẫn còn tiếp tục sáng tác. Qua hơn 40 năm sáng tác, nhiều ca khúc của nhạc sĩ Việt Trãi đã được Đài Tiếng Nói Việt Nam phát trên sóng, được nhà hát ca múa nhạc Biển Xanh dàn dựng và biểu diễn. Nhạc sĩ Việt Trãi đã hai lần nhận được giải thưởng Văn học Nghệ thuật Dục Thanh về ca khúc do Ủy ban Nhân dân tỉnh trao tặng vào năm 2005 và 2011. Giải C của Hội Nhạc sĩ Việt Nam năm 2015. Năm 2019, nhạc sĩ được tặng kỷ niệm chương về sự nghiệp Văn học Nghệ thuật Việt Nam. Hiện nay, hoàn cảnh gia đình của nhạc sĩ khó khăn, chưa có nhà ở. Năm 2018, nhạc sĩ đã được nhà nước giải quyết chế độ đất ở theo quy định tại khu dân cư Kiến Thành, xã Vĩnh Lợi, thành phố Phan Thiết. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa xây dựng được nhà ở. Cảm thông với những khó khăn của nhạc sĩ, đồng thời thể theo mong muốn của nhạc sĩ Việt Trãi, hôm nay Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức đêm nhạc giới thiệu các ca khúc của ông viết về đất và người Bình Thuận. Thông qua chương trình này để vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tài trợ kinh phí cho nhạc sĩ để xây dựng nhà ở theo nguyện vọng. Và đến thời điểm này, ban tổ chức đã nhận được sự tài trợ với tổng số tiền là 130 triệu đồng của 10 cơ quan, doanh nghiệp đối với nhạc sĩ Việt Trãi. Trong chương trình hôm nay,
ban tổ chức sẽ có phần công bố và trao tài trợ của các cơ quan đơn vị tham gia sự kiện. Với ý nghĩa đó, thay mặt lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý cơ quan, doanh nghiệp đã dành nhiều tình cảm, tài trợ kinh phí cho nhạc sĩ Việt Đại. Ban tổ chức xin gửi đến nhạc sĩ Việt Đại có hồ sơ đi thăm hay là cho lời chúc mừng. Mong rằng với số tiền nhận được hôm nay, từ quý cơ quan, các doanh nghiệp, nhạc sĩ Việt Đại sẽ sử dụng vào đúng mục đích, tiến hành xây dựng nhà ở trong thời gian sớm nhất. Bước thăng trầm hợp tác những công trình xây lớn, cùng sánh bước vươn tới tương lai, bằng sức sống chung sức chung vai, cùng giữ mãi chan chứa yêu thương, đoàn kết bên nhau đẹp trang sứ hồng. Cùng giữ mãi chan chứa yêu thương, đoàn kết bên nhau đẹp trang sứ hồng sáng đời.